Cô chào tất cả các em. Cô là Trần Thị Liên, giáo viên trường tiểu học Quảng Thái. Hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng với các em trong môn tiếng Việt lớp 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tiết học hôm trước, cô Thanh Nga đã hướng dẫn cho các em luyện đọc bài Cô giáo lớp em. Vậy ở nhà, các em đã luyện đọc tốt bài này chưa? Cô tin chắc rằng các em đã luyện đọc rất tốt bài này đúng không nào? Và để cho tiết học hôm nay đạt hiệu quả tốt, thì các em hãy chuẩn bị các đồ dùng sau: sách tiếng Việt lớp 2, bút chì, cốc tẩy. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng đi vào bài học. Các em mở sách giáo khoa trang 43, quan sát tranh và hình dung xem tranh vẽ cảnh ở đâu. Đúng rồi, quan sát tranh, ta thấy tranh vẽ cảnh góc học tập của bạn nhỏ. Có bàn, trên bàn có đèn học, bút, thước và sách vở được đặt rất là ngay ngắn. Ở góc học tập của bạn nhỏ, các em thấy có gì đặc biệt? Thật giỏi lắm. Ở góc học tập bạn nhỏ thì chúng ta thấy có một thời khóa biểu rất là đẹp và bạn nhỏ đang quan sát thời khóa biểu, chuẩn bị đồ dùng sách vở học tập trước khi đến lớp. Muốn biết trong tuần chúng ta học môn nào thì các em phải cần phải xem thời khóa biểu. Để giúp các em đọc được thời khóa biểu và các văn bản trình bày dưới hình thức biểu bảng và ghi nhớ các thông tin trong biểu bảng thì tiết học thời khóa biểu hôm nay sẽ giúp cho các em có thêm các kỹ năng đó. Các em quan sát vào sách và lắng nghe cô đọc. Thời khóa biểu. Thời khóa biểu cho biết thời gian học các môn của từng ngày trong tuần. Thời khóa biểu gồm nhiều cục dọc và nhiều hàng ngang. Các bạn học sinh thường đọc thời khóa biểu theo từng từ, thứ, buổi, tiết, môn. Thời khóa biểu lớp 2A. Thứ 2, buổi sáng, tiết 1, hoạt động trải nghiệm, tiết 2, toán, tiết 3, tiếng Việt, tiết 4, tiếng Việt, buổi chiều, tiết 1, tiếng Anh, tiết 2, tự học có hướng dẫn. Thứ 3, buổi sáng, tiết 1, tiếng Việt, tiết 2, tiếng Việt, tiết 3, toán, tiết 4, giáo dục thể chất. Buổi chiều, tiết 1, đạo đức, tiết 2, tự học có hướng dẫn, tiết 3, tự nhiên và xã hội. Thứ 4, buổi sáng, tiết 1, toán, tiết 2, mỹ thuật, tiết 3, tiếng Việt, tiết 4, tiếng Việt. Buổi chiều, tiết 1, hoạt động trải nghiệm, tiết 2, tự học có hướng dẫn. Thứ 5, buổi sáng, tiết 1, tiếng Việt, tiết 2, tiếng Việt, tiết 3, giáo dục thể chất, tiết 4, toán. Buổi chiều, tiết 1, tự nhiên và xã hội, tiết 2, tự học có hướng dẫn. Thứ 6, buổi sáng, tiết 1, tiếng Việt, tiết 2, tiếng Việt, tiết 3, toán, tiết 4, tiếng Anh. Buổi chiều, tiết 1, âm nhạc, tiết 2, tự học có hướng dẫn, tiết 3, hoạt động trải nghiệm. Bài này các em đọc bởi giọng to, rõ ràng và chú ý ngắt nghỉ hơi sau các hàng, các cột. Bây giờ các em lắng nghe và quan sát cô đọc lại lần nữa. Thời khóa biểu. Thời khóa biểu cho biết thời gian học các môn học của từng ngày trong tuần. Thời khóa biểu gồm nhiều cục dọc và nhiều hàng ngang. Các bạn học sinh thường đọc thời khóa biểu theo trình tự, thứ, buổi, tiết, môn. Thời khóa biểu lớp 2A. Thứ 2, buổi sáng, tiết 1, hoạt động trải nghiệm, tiết 2, toán, tiết 3, tiếng Việt, tiết 4, tiếng Việt. Buổi chiều, tiết 1, tiếng Anh, tiết 2, tự học có hướng dẫn. Thứ 3, buổi sáng, tiết 1, tiếng Việt, tiết 2, tiếng Việt, tiết 3, toán, tiết 4, giáo dục thể chất. Buổi chiều, tiết 1, đạo đức, tiết 2, tự học có hướng dẫn, tiết 3, tự nhiên và xã hội. Thứ 4, buổi sáng, tiết 1, toán, tiết 2, mỹ thuật, tiết 3, tiếng Việt, tiết 4, tiếng Việt. Buổi chiều, tiết 1, hoạt động trải nghiệm, tiết 2, tự học có hướng dẫn. Thứ 5, buổi sáng, tiết 1, tiếng Việt, tiết 2, tiếng Việt,
Tiết 3, giáo dục thể chất. Tiết 4, toán. Buổi chiều, tiết 1, tự nhiên và xã hội. Tiết 2, tự học có hướng dẫn. Thứ 6, buổi sáng, tiết 1, tiếng Việt. Tiết 2, tiếng Việt. Tiết 3, toán. Tiết 4, tiếng Anh. Buổi chiều, tiết 1, âm nhạc. Tiết 2, tự học có hướng dẫn. Tiết 3, hoạt động trải nghiệm. Để giúp các em đọc được bài này thì các em chú ý đọc đúng các từ sau. Trải nghiệm. Các em lưu ý âm trừ, thanh hỏi. Hướng dẫn. Các em lưu ý vân ân, thanh ngà. Hướng dẫn. Hướng dẫn. Thể chất. Các em lưu ý vân ất, thể chất. Thể chất. Các em đọc các từ vừa tìm được. Bài này cô chia làm hai đoạn. Các em hãy lấy bút chì và đánh số thứ tự các đoạn. Đoạn 1, từ đầu đến buổi tiết môn. Đoạn 2, từ thời khóa biểu lớp 2A đến hết. Bây giờ chúng ta cùng đi vào luyện đọc đoạn. Các em hãy đọc đoạn 1. Các em hãy lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo. Thời khóa biểu. Thời khóa biểu cho biết thời gian học các môn học của từng ngày trong tuần. Thời khóa biểu gồm nhiều cục dọc và nhiều hàng ngang. Các bạn học sinh thường đọc thời khóa biểu theo trình tự thứ, buổi, tiết, môn. Các em hãy đọc đoạn 2. Các em hãy quan sát và lắng nghe cô đọc đoạn 2. Thời khóa biểu lớp 2A. Thứ 2, buổi sáng, tiết 1, hoạt động trải nghiệm. Tiết 2, toán. Tiết 3, tiếng Việt. Tiết 4, tiếng Việt. Buổi chiều, tiết 1, tiếng Anh. Tiết 2, tự học có hướng dẫn. Thứ 3, buổi sáng, tiết 1, tiếng Việt. Tiết 2, tiếng Việt. Tiết 3, toán. Tiết 4, giáo dục thể chất. Buổi chiều, tiết 1, đạo đức. Tiết 2, tự học có hướng dẫn. Tiết 3, tự nhiên và xã hội. Thứ 4, buổi sáng, tiết 1, toán. Tiết 2, mỹ thuật. Tiết 3, tiếng Việt. Tiết 4, tiếng Việt. Buổi chiều, tiết 1, hoạt động trải nghiệm. Tiết 2, tự học có hướng dẫn. Thứ 5, buổi sáng, tiết 1, tiếng Việt. Tiết 2, tiếng Việt. Tiết 3, giáo dục thể chất. Tiết 4, toán. Buổi chiều, tiết 1, tự nhiên và xã hội. Tiết 2, tự học có hướng dẫn. Thứ 6, buổi sáng, tiết 1, tiếng Việt. Tiết 2, tiếng Việt. Tiết 3, toán. Tiết 4, tiếng Anh. Buổi chiều, tiết 1, âm nhạc. Tiết 2, tự học có hướng dẫn. Tiết 3, hoạt động trải nghiệm. Ở đây thì hoạt động trải nghiệm đó chính là hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do nhà trường tổ chức và các em trực tiếp tham gia vào các cái hoạt động đó. Giáo dục thể chất là môn học phát triển và rèn luyện sức khỏe cho bản thân. Các em vừa luyện đọc đoạn, bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc bài thời khóa biểu. Thời khóa biểu. Thời khóa biểu cho biết thời gian học các môn của từng ngày trong tuần. Thời khóa biểu gồm nhiều cục dọc và nhiều hàng ngang. Các bạn học sinh thường đọc thời khóa biểu theo trình tự thứ, buổi, tiết, môn. Thời khóa biểu lớp 2A. Thứ 2, buổi sáng, tiết 1, hoạt động trải nghiệm. Tiết 2, toán. Tiết 3, tiếng Việt. Tiết 4, tiếng Việt.
Buổi chiều, tiết 1, tiếng Anh, tiết 2, tự học có hướng dẫn. Thứ 3, buổi sáng, tiết 1, tiếng Việt, tiết 2, tiếng Việt, tiết 3, toán, tiết 4, giáo dục thể chất. Buổi chiều, tiết 1, đạo đức, tiết 2, tự học có hướng dẫn. Tiết 3, tự nhiên và xã hội. Thứ 4, buổi sáng, tiết 1, toán, tiết 2, mỹ thuật, tiết 3, tiếng Việt, tiết 4, tiếng Việt. Buổi chiều, tiết 1, hoạt động trải nghiệm, tiết 2, tự học có hướng dẫn. Thứ 5, buổi sáng, tiết 1, tiếng Việt, tiết 2, tiếng Việt, tiết 3, giáo dục thể chất, tiết 4, toán. Buổi chiều, tiết 1, tự nhiên và xã hội, tiết 2, tự học có hướng dẫn. Thứ 6, buổi sáng, tiết 1, tiếng Việt, tiết 2, tiếng Việt, tiết 3, toán, tiết 4, tiếng Anh. Buổi chiều, tiết 1, âm nhạc, tiết 2, tự học có hướng dẫn. Tiết 3, hoạt động trải nghiệm. Cô và trò chúng ta vừa luyện đọc bài tập đọc. Bây giờ chúng ta cùng thư giãn một chút nào. Các em đã cảm thấy thoải mái hơn chưa? Cô trò chúng ta cùng tiếp tục bài học nhé. Như vậy, các em đã nắm được cách đọc thời khóa biểu cũng như các cái văn bản trình bày dễ dàng, hàng ngang, cục dọc. Và để giúp các em biết được thời khóa biểu có tác dụng gì và có những cái thông tin gì thì chúng ta cùng đi vào tìm hiểu bài. Các em hãy đọc thời khóa biểu của lớp 2A và trả lời các câu hỏi sau. Đọc thời khóa biểu của ngày thứ hai. Các em đã đọc được thế nào? Cô tin chắc rằng các em đã đọc rất tốt thời khóa biểu của ngày thứ hai. Bây giờ các em quan sát màn hình và nghe cô đọc. Thứ hai, buổi sáng, tiết 1, hoạt động trải nghiệm. Tiết 2, toán. Tiết 3, tiếng Việt. Tiết 4, tiếng Việt. Buổi chiều, tiết 1, tiếng Anh, tiết 2, tự học có hướng dẫn. Các em vừa đọc thời khóa biểu của ngày thứ hai. Vậy thì cho cô biết, sáng thứ hai có mấy tiết? Giỏi lắm, sáng thứ hai có 4 tiết. Các em nhìn vào cột tiết thì chúng ta có thể thấy sáng thứ hai gồm có 4 tiết. Đó chính là những tiết hoạt động trải nghiệm, toán, tiếng Việt. Các em hãy tiếp tục quan sát thời khóa biểu của lớp 2A và cho biết sáng thứ 5 có những môn học nào. Tốt lắm, sáng thứ 5 thì có những môn học đó là tiếng Việt, giáo dục thể chất, toán, tự nhiên và xã hội, tự học có hướng dẫn. Vậy các em hãy suy nghĩ xem, nếu như không có thời khóa biểu thì các em sẽ gặp những khó khăn gì? Tốt lắm, nếu không có thời khóa biểu thì chúng ta sẽ không biết được các môn học trong tuần, trong ngày và chúng ta không thể chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập trước khi đến lớp và chúng ta không nắm được thứ tự các môn học trong ngày, trong buổi. Vậy là chúng ta vừa thực hành xong luyện đọc và luyện tập theo văn bản. Chúng ta đã biết được tác dụng của thời khóa biểu và thời khóa biểu chính là một đồ dùng học tập không thể thiếu của chúng ta, đúng không các em? Bây giờ chúng ta cùng sang hoạt động 2 luyện tập. Các em đọc yêu cầu bài tập 1. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta làm gì? Giỏi lắm!
Bài tập 1 yêu cầu chúng ta dựa vào thời khóa biểu lớp 2A, hỏi đáp theo mẫu. Các em quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì? Giỏi lắm! Tranh vẽ một bạn nam và một bạn nữ. Vậy bạn nam hỏi gì nào? Bạn nam hỏi lớp mình có tiết âm nhạc vào thứ mấy? Vậy bạn nữ trả lời ra sao? Đúng rồi, bạn nữ trả lời lớp mình có tiết âm nhạc vào thứ sáu. Các em nhớ rằng khi chúng ta hỏi đáp thì chúng ta cần phải quay mặt vào nhau để thể hiện sự tôn trọng với người đối diện. Và nhớ im lặng để lắng nghe câu hỏi và câu trả lời của bạn. Vậy bây giờ các em hãy thực hành hỏi đáp với anh chị, với bố mẹ và người thân của mình nhé. Và đây là phần thực hành hỏi đáp của các bạn. Lớp mình học đạp lớp qua thứ mấy? Lớp mình học đạp lớp qua thứ ba. Buổi chiều thứ năm, lớp mình học mấy tiết? Buổi chiều thứ năm, lớp mình học 2 tiết. Cô trò chúng ta vừa thực hành xong bài tập 1, bây giờ chúng ta sang bài tập 2. Bài tập 2 yêu cầu chúng ta làm gì? À, đúng rồi, bài tập 2 yêu cầu chúng ta nói một câu giới thiệu môn học hoặc hoạt động ở trường mà em thích. Mẫu: tiếng Việt là môn học tôi yêu thích nhất. Bây giờ các em hãy suy nghĩ xem các em thích môn học nào và thích những cái hoạt động nào ở trường, thì các em hãy nói cho anh chị, cho bố mẹ và người thân của mình nghe nhé. Và đây là phần thực hành giới thiệu của các bạn. Tiếng Việt là môn học mình yêu thích nhất. Môn học mình yêu thích nhất là môn toán. Khi giới thiệu về môn học hoặc các cái hoạt động mà mình yêu thích nhất thì các em có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau và các em sử dụng câu giới thiệu. Như vậy, các em đã thực hành xong hoạt động đọc và luyện tập theo văn bản. Để học tốt bài này thì về nhà các em nhớ luyện đọc thật nhiều nhé. Và nhớ chuẩn bị trước phần viết trang số 45. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô chào và hẹn gặp lại các em.